Hello, xin chào mọi người, xin chào quý vị anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị anh chị và các bạn trong video mới này của Đăng Hoàng Vlog. Hôm nay Hoàng xin gửi tới quý vị anh chị và các bạn những hình ảnh về tòa nhà Landmark 81 khi chúng ta trải nghiệm tuyến buýt sông Sài Gòn. Tuyến buýt sông được xuất phát từ bến Linh Đông và trong phần 1 này thì Hoàng xin dừng lại ở bến phà Bình An quận 2. Đó là cái điểm mà đối diện với tòa nhà Landmark 81. Trong quá trình theo dõi những hình ảnh của video, quý vị anh chị có những thắc mắc hay là bình luận gì thì xin hãy comment phía dưới video. Bây giờ xin mời quý vị anh chị và các bạn cùng theo dõi, cùng trải nghiệm cảm giác đi buýt sông và ngắm Landmark 81. Xin mời.
quý vị anh chị đã dành thời gian theo dõi video clip này. Xin hãy like, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và để theo dõi những video mới của kênh, hãy đăng ký kênh để nhận được thông tin sớm nhất. Một lần nữa cảm ơn quý vị anh chị đã luôn theo sát Đăng Hoàng Vlog trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.